Dạ em xin chào cả nhà, ngày hôm nay em lại tiếp tục tới nhà vườn của chị Ngọc Hân ở ấp Phú Hội, xã Vĩnh Thành, huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre cả nhà, để quay giao lưu với cả nhà một số mặt hàng mai con quấn rễ nha cả nhà. Rất mong cả nhà mình xem tham khảo nha. Quấn rễ này cả nhà, lò xo bí nè cả nhà, hình thú nè, hán với lại mai con sắp rễ nữa nha cả nhà. Dạ em chào chị. Rồi chị chào Trọng nha. Dạ. Dạ em chào cô chú anh chị. Dạ clip này thì em chỉ giới thiệu đó là mai con quấn rễ và mai sắp rễ. Dạ. Thì cả nhà mình thấy vừa ý thì ủng hộ giùm em nha. Dạ. Đầu tiên là mai con quấn rễ. Dạ. Thì năm nay quấn rễ đẹp lắm Trọng ơi. Dạ. Đó là quấn rễ lò xo. Rồi quấn rễ lò xo này cả nhà. Lò xo 3-4 vòng với hình thú. Dạ. Đó hình thú thì nó nhõng nhõng cái đít lên trời vậy đó. Dạ. Nhìn giống như con thú hay. Đúng rồi. Lò xo mình lấy từ 3 tới 4 vòng hả chị? Đúng rồi. Ừ. Còn hình thú thì cây nào mình cũng quấn đuôi và quấn xây đuôi xây đầu dạ, nha. Bẻ thân xây đầu đó, nha cả nhà. Thì cây này chiều cao khoảng 50-60 cm. Dạ, đây cả nhà. Đó thì dạ. Cái gốc nó khoảng chừng đầu đũa ăn đó Trọng. Dạ. Đầu đũa ăn của mình nha, chứ không phải là không ăn nha. Dạ, đầu đũa mình ăn á. Đúng rồi. Rồi. Thì cái này em bán với giá là 6.000 đồng một cây. Dạ, 6.000 cây. Ừ. Dạ. 6.000 một cây thì 20 cây em gửi hàng. Dạ. Và 50 cây thì em mới bao phí nha. Rồi, 20 cây gửi đó. Hàng, 50 cây bao phí cả nhà ha. Rồi. Cả nhà mình thấy cái bộ rễ của nó vàng ôm không? Mình rửa ra cả nhà. Đó, đúng rồi. Còn trường hợp mình gửi thì á, mình sẽ lắp lại nha. Rồi cả nhà những ngày cả nhà môi ra. Khi gửi là cái cây của mình như thế này nè cả nhà. Dạ, đó. Chỉ có hình thú thì nó còn lòi lòi lên ha. Dạ. Chứ lò xo là mình nằm ở dưới. Dạ, nó âm hết trơn đó. Dưới ha cả nhà ha. Như vậy cây nó mới khỏe, rễ nó mới khỏe như vậy. Dạ. Thì nó mới mạnh. Dạ. Nhìn thấy cái bộ rễ là mình biết cây của mình khỏe như thế nào hết đó nha. Dạ. Đó. Thì chỉ có 6.000 đồng một cây thôi. Mai này là mai giống hạt giảo Thủ Đức nha cả nhà. Dạ. Đó. Giảo ươm hạt cả nhà ha. Đúng rồi. Còn tiếp theo là cái này là hàng bí hả bí chị nè. Dạ bí, bí 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 này thì dạ. Nó khoảng cây cũng còn nhỏ cả nhà nên dạ. Là mình cũng không có thấy bộ rễ nó nổi nó bự ha. Dạ. Nói chung là quay cận cảnh thì mình tưới nước lên thì mình mới thấy nè. Dạ. Thì chiều cao nó khoảng chừng 30-35 cm thôi. Rồi đó, cái này mình lấy cái gốc này nó nhỏ hơn đầu đũa ăn nữa. Dạ. Rồi nhỏ hơn đầu đũa gọi ăn là sao ống hút hả? Dạ ống hút đi ha. Ừ. Rồi đó thì cái này thì em bán với giá là 7.000 cây. Dạ. Tại vì cả nhà biết sao không? Mặc dù cây nhỏ nhưng mà làm cái công cái nó cực lắm. Dạ. Cực lắm mới làm được ra trái bí như thế này. Dạ. Và làm được cái bộ rễ dài như thế này mới dạ. Làm được trái bí. Nên là cái giá nó hơi cao hơn cái loại kia một chút xíu nha cả nhà. Đó là 7.000 một cây. 20 cây thì em gửi hàng và 50 cây thì em bao phí vận chuyển luôn nha. Dạ, mình lấy được mấy muối chị? 5 muối á Trọng. 5 muối ha chị. Dạ 5 muối cho 1 2 3 4 5. 5 muối. Thêm một cây nữa nha. Dạ, đây, cây nữa. Cái này là môi sẵn cho cả nhà mình đỡ mất thời gian chứ giờ em ngồi em môi rồi em tưới nước lên nữa thì nó mất thời gian lắm. Dạ. Nên là em ngồi em môi cho cả nhà mình sẵn cả nhà mình coi nha. Cả dạ. Nhà mình thấy trái bí vừa ý thì ủng hộ em ha. Dạ. Đặc biệt là bí rất là tròn luôn, còn thân cây là nằm đúng ngay tim chính giữa nha cả nhà. Dạ. 7.000 cây ha cả nhà ha. Đúng rồi, mình có thể mình lấy cây này cây kia kiểu quấn rễ này cây kia lại nha, mình gộp đơn lại cả nhà. Cứ là 50 cây nhà vườn sẽ bao ship ha. Đúng rồi. Trời nắng quá chói thấy không rõ dạ, không thấy, Trọng? Thấy cái muối không? Dạ thấy. Đó, để cho cả nhà mình thấy rõ cả nhà mình mới mua được. Rồi. Cả nhà ơi, mình lấy số lượng sẽ có giá tốt, cả nhà cứ liên hệ nhà vườn số điện thoại góc bên trái màn hình bên đây nha. Bên đây mỗi loại gì mình có số lượng nhiều không chị? Năm nay thật sự luôn là mai con làm ít lắm Trọng. Dạ. Nên là cũng không có nhiều lắm. Dạ. Ừ. Vậy đây cả nhà. Dạ. Ở ngoài vườn nữa cả nhà. Khúc này thì mình gom lại cho để mình quay cho cả nhà với lại mình gom lại đặng mình gửi cho khách luôn cả nhà. Cái hàng này là mình đã rút vô mình lựa tuyển chọn đặng mình gửi nó dạ. Cây vậy nè cả nhà. Rồi đây cả nhà mình tham khảo ha. Tiếp theo đây là mai sắp rễ. Sắp rễ này em mới sắp rễ nước 2 cả nhà. Dạ. Đó, cả nhà mình về mình kích rễ thêm á. Dạ. Kích rễ thêm cái chai nâu 1 á. Dạ. Thì cả nhà mình thấy nó rễ nó ra nhanh lắm rồi cả nhà mình sắp thêm một lần ba cho nó đều rễ hết luôn những cái kẽ hở vậy ha. Dạ. Đó, chỉ mới lần 2 thôi nè. Đó, em sắp này là sắp trên cục đất sình luôn. Dạ. Rễ thì là em sẽ bao từ 5 rễ đến 7 rễ. Dạ. 5 rễ 7, nói chung là 5 rễ ăn lên á, 7 dạ. 8 rễ gì cũng nhiều lắm. Ừ. Thì em sẽ sắp từ 5 rễ ăn lên cho cả dạ. Nhà mình ha. Thì em bán với giá là chỉ 25.000 một cây thôi. 25.000 một cây. Ừ, 5 cây. Là em gửi hàng dạ. 10 cây là em bao phí vận chuyển nha cả nhà. Dạ 5 cây gửi hàng 10 cây bao phí cả nhà. Bao phí vận chuyển. Rồi cái hàng này cả nhà nhận hàng cả nhà cũng chịu khó cả nhà môi ra giúp nhà vườn hết cả nhà chứ mình lắp lại hết nha. Tại vì khi giao cây cho cả nhà là em môi là dạ, cái cây như thế này nè.
Dạ. Cả nhà mình cứ nhận cây, cả nhà mình yên tâm. Ví dụ như về mà mình, tại vì khi mình môi mình phải môi từ từ nha cả nhà. Dạ. Môi từ từ nhẹ nhàng thôi. Để... rồi tưới nước lên, có sẵn một cái ca nước ha, cái bên. Đặng khi mình môi nhẹ nhẹ vậy nè. Đó là bắt đầu mình tưới nước từ từ, bắt đầu nó mới nổi lên bộ rễ như thế này nè. Đó cả nhà thấy không? Rồi. Chứ cả nhà nhiều khi cả nhà mình bu tá thì da quá, cái mình gấp, cái mình lấy tay mình chọt chọt chỉ chỉ vậy mình không có đụng được cái rễ, cái cả nhà nói là không có rễ trả lại tụi em thì tội nghiệp em ha. Dạ. Mình về cứ việc kiểm tra, nếu mà tại vì số điện thoại này là em có Zalo. Cả nhà mình thấy về kiểm tra nếu mà không đúng giống như cái muối em nói, cả nhà cứ chụp hình gửi đưa cho em coi. Em sẽ hoàn tiền lại 100% cho cái nhà mình nha. Dạ. Đó, à, cây nào lỗi cây nào là em trả tiền cây đó. Đó chứ cái chứ không phải mà cả nhà nhận cây rồi là em chối bỏ trách nhiệm em nha. Dạ. Đó thì cả nhà mình yên tâm về cái giống mai của em thì nói chung là bông rất là đẹp thế nha cả nhà. Nó thuộc hạt dảo. Dạ, cái cây này mình lấy chiều cao khoảng chừng nhiêu được chị? Chiều cao cũng khoảng chừng 35-40 à. Dạ, còn cái hoành này mình lấy cỡ chừng đầu đũa ăn được không chị? Được không? À cái này hả? Nó cũng nhỏ nhỏ ha. Dạ. Cũng tầm tầm em cỡ đầu đũa ăn ha. Cỡ đầu đũa ăn đi ha. Rồi cho cả nhà mình dễ hình dung hết cả nhà ha. Rồi 25.000 một cây nha cả nhà. Cái này là vô C6 luôn cả nhà. Dạ, để em tưới lên cho cả nhà xem cái bộ rễ của nó cho nó vàng lên nha. 25.000 một cây ha. Mình có thể mình ghép đơn với lại mai con quấn rễ hồi nãy cũng được hết cả nhà ha. Đúng rồi. Rồi đây. Đó. Bự chản luôn hà, tại vì môi nhỏ nè trong, thấy không? Hàng mình đầu tư đó, nha, mình về mình đó chăm thêm những cái loại phân thuốc kích rễ. Cả nhà mình á, mà nếu mà không gành về phân thuốc, cả nhà mình cứ đặt em cũng có phân thuốc để mình chơi về cây mai sắp rễ nha cả nhà. Dạ. Đó để mình làm cho làm nó cho bộ rễ nhìn cho nó đẹp, cho nó đẹp lên ha. Dạ. Tại này em cũng sắp mới chừng được khoảng chừng hơn 2 tháng thôi. Đó thì cả nhà thấy bộ rễ dần ôm vậy thì nó biết là nó rất là khỏe luôn. Dạ, rồi cả nhà mình tham khảo nha, 25.000 một cây nha. Em cảm ơn cả nhà nha, đã dành thời gian xem clip của em ha. Thì rất là mong được cô chú anh chị mình thấy vừa ý loại nào thì ủng hộ giùm em nha. Dạ. Dạ rồi. Dạ rồi, cảm ơn cả nhà đã xem hết clip nha. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.